Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh podcast Ron and Partners Operational Excellence. Đây là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, công cụ đến từ những chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các công ty đa quốc gia và các công ty lớn ở Việt Nam. Thông qua phần chia sẻ này, chúng tôi mong muốn đem đến cho quý vị những bài học bổ ích, những góc nhìn mới giúp chúng ta có thể phát huy năng lực của mình. Đừng quên nhấn nút follow và comment bên dưới những thông tin và chủ đề quý vị mong muốn lắng nghe. Xin cảm ơn. Hai cái cách, thì cái cách đầu tiên chúng tôi làm là cách là clone. Thì cái cách này có thể là sẽ nhiều người không thích, thì nó sẽ có một cái cách thứ hai. Đó là cái cách là localization, tức là làm sao chúng ta bản địa hóa được. Vẫn là một cái sản phẩm ở đâu đó người ta đã làm rồi, nhưng mà chúng ta bản địa hóa để cho nó tối ưu cho cái thị trường của chúng ta. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái khả năng thành công của chúng ta cũng cao hơn rất là nhiều. Ví dụ như là gì? Quay trở lại vài năm trước thôi, đúng không? Chúng ta thấy rằng là cái cuộc chiến giữa Grab và Uber ở tại thị trường Việt Nam. Đó, thì Grab thắng bằng cách nào? Chúng ta là Grab là một công ty nhỏ hơn Uber rất là nhiều. Nếu mà nói về vốn hóa. Thứ hai nữa là Uber vào thị trường trước. Tức là Uber là gì? Nguồn lực lớn hơn, tiền nhiều hơn. Là một kẻ đi vào thị trường trước. Nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn thua. Bởi vì Grab biết bản địa hóa. Tức là gì? Grab đã biết dung nạp những cái thói quen trước là Uber dùng. Khi mà mình dùng Uber, mình phải có thẻ tín dụng mình mới dùng được. Thế còn Grab vào thị trường thì biết rằng là gì? Lúc đó thì cái tỷ lệ những người mà có thẻ tín dụng nó ít lắm. Đó, thế thì tiền mặt cũng được. Đó, thế thì mọi người vào thì mọi người sẵn sàng là có thể chi tiền mặt để dùng. Và Grab đã kéo được cực kỳ nhiều những cái lượng người dùng tiền mặt để tải cái app của Grab về. Bởi vì là có rất nhiều người cũng có nhu cầu đi, đúng không? Nhưng mà không có cái thẻ tín dụng. Thì làm sao mà chọn Uber được, phải chọn Grab. Grab hiểu tâm lý thị trường địa phương hơn. Đấy là cái bước đi đầu tiên. Cái bước đi thứ hai mà Grab tiến hành đó là gì? Ban đầu thì những cái ứng dụng đó chỉ là xe ô tô thôi. Uber ở Mỹ chẳng hạn thì họ chủ yếu là di chuyển bằng xe ô tô. Nhưng mà ở thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là thị trường Việt Nam, thì cái nhu cầu lớn nhất lại là đi xe ôm. Và Grab đã tung ra cái là gì? Ngoài chọn xe ô tô ra thì có thể là chọn xe ôm công nghệ, đúng không? Hai cái bước đi đó của Grab đã khiến Grab tuy vào sau thị trường, tuy là nguồn lực ít tiền hơn, nhưng họ đã chạy cực kỳ nhanh và họ chạy với tốc độ vượt mặt cả Uber luôn. Và Uber sau đó thì đã biết rằng là không thể nào đấu lại nổi với Grab được, và sau đó thì đã chấp nhận là rời thị trường Việt Nam. Thế thì chúng ta không cần phải là người đầu tiên làm ra sản phẩm, nhưng nếu chúng ta biết bản địa hóa cái sản phẩm đó, nó tối ưu cái nhu cầu với cả người dùng bản địa được, thì chúng ta hoàn toàn vẫn có khả năng thành công. Đấy là case của Grab và Uber. Có thể là case đấy, có thể các bạn thấy là nó hơi lớn, đúng không? Thì mình một ví dụ nữa luôn, đấy là chính là doanh nghiệp của mình. Mình làm Pizza Home chẳng hạn. Thì Pizza Home là bên mình là, nếu mà nói về mô hình kinh doanh thì nó là sự kết hợp hai thương hiệu pizza đứng số 2 và đứng số 4 trên thế giới. Đó là thương hiệu Domino's và thương hiệu Little Caesar. Đầu tiên vẫn là một cái nhu cầu của thị trường, đó là gì? Thị trường của pizza giao về nhà nó rất là nhiều. Little Caesar hay Domino ở Mỹ, đó là hai thương hiệu. Domino's là thương hiệu chuyên về pizza giao tận nhà. Little Caesar thì họ có một cái nổi tiếng hơn, đó là ban đầu họ chỉ có tập trung vào những cửa hàng là take out thôi. Ban đầu thì họ không có khách ngồi ăn tại chỗ, không có delivery luôn. Chỉ có khách hàng đến lấy, mang về, và họ tập trung toàn bộ nguồn lực của họ vào việc là gì? Có thể tạo ra một cái bánh pizza ngon nhất với mức giá rẻ nhất. Bởi vì là họ bỏ tất cả những cái còn lại, không có phục vụ tại quán, không có giao mang đi. Chúng tôi chỉ có tập trung vào làm bánh và khách hàng đến lấy mang về. Đó, thì cái đấy là cái mà giúp Little Caesar từ một cái thương hiệu mới xuất hiện thị trường, sau đó là vươn lên thứ tư trên thị trường Mỹ. Còn Domino's thì là gì? Họ bỏ tất cả những cái còn lại, và họ chỉ có tập trung vào một cái thôi. Chúng tôi giao hàng đến cho khách hàng một cách nhanh nhất. Đó, thì khi mà Pizza Home ra thì thấy rằng là gì? Ở tại thời điểm đó thì cái thị trường delivery vẫn còn đang rất là nhiều tiềm năng. Và cái thị trường là khách hàng đến lấy mang về cũng rất là nhiều tiềm năng. Thì chúng tôi cố gắng bản địa hóa là gì? Cái chỗ ngồi cho khách hàng đến ăn ở tại Pizza Home thì vẫn có, nhưng mà không nhiều. Chúng tôi không tập trung vào việc là tạo ra những cái chỗ ngồi ăn sang chảnh, check in, không tập trung vào cái đó. Mà chỉ tập trung vào duy nhất là gì? Làm sao giống như Little Caesar là gì? Tập trung vào việc làm sao làm ra những cái bánh, làm sao có thể giá cost nó được tốt nhất, tiết kiệm nhất và bánh ngon nhất. Thứ hai nữa là chỉ có tập trung vào việc là khách hàng đến lấy mang về hoặc là ăn tại chỗ nhưng mà ăn rất nhanh và giao đi. Đó, thì cái đó là cái mà Pizza Home là kết hợp
của hai ông lớn đó và bài địa hóa nó đi. Và Pizza Hut trở thành một cái thương hiệu về pizza của người Việt đã tồn tại cùng với các ông lớn một cách rất là sòng phẳng ở tại thị trường Việt Nam. Hoặc là chúng ta cũng có những cái chúng ta có thể bản địa hóa khác được. Đó là gì? Ví dụ như là một cái nữa mà bên mình cũng làm, đó là cái sản phẩm như là khoảng tầm 3-4 năm trước thì cái chuỗi Golden Gate họ ra cái thương hiệu Cowboy Jack, là một cái thương hiệu chuyên về pizza nhân nhồi rất là nổi tiếng. Họ Cowboy Jack. Và lúc đó thì mọi người rất là thích cái sản phẩm pizza nhân nhồi đó. Thế thì ban đầu thì chúng tôi thấy rằng là sản phẩm này cũng hay, nhưng mà làm cái nào chúng ta có thể làm ra cái sản phẩm tương tự, nhưng mà chúng tôi không muốn làm theo cái phương án đầu là phương án clone, tức là làm theo y hệt, bởi vì là cùng thị trường trong nước thì chúng tôi không muốn làm như vậy. Nhưng mà chúng tôi muốn là gì? Nó phải thay đổi đi, nó phải bản địa hóa hơn cho cái tệp khách hàng của Pizza Home. Thế thì cái tệp khách hàng của Pizza Home là tệp khách hàng khá là trẻ, và chúng tôi đã làm ra cái sản phẩm là đầu tiên là làm pizza nhân nhồi, cũng là pizza nhân nhồi giống như là chuỗi Golden Gate, như là Cowboy Jack, nhưng mà làm cái sản phẩm là pizza nhân nhồi hình trái tim đó, và có thể là bán cái sản phẩm đó, đặc biệt bán cực kỳ chạy vào những dịp như là Valentine, 20 tháng 10, mùng 8 tháng 3 hay là Noel. Đó là một cái cách mà chúng tôi bản địa hóa cái sản phẩm của một thương hiệu, của một ông lớn hơn rất là nhiều cho cái tên khách hàng của chúng tôi. Đó, thế thì hai cái cách mà chúng ta có thể làm về sáng tạo tinh gọn nhưng mà hiệu quả nhất, hai cái cách mà chúng tôi áp dụng rất là nhiều và đã thành công. Đầu tiên đó là chúng ta có thể là clone, miễn là vào thị trường của mình, chưa ông nào làm ở thị trường nước ngoài có thể làm rồi, nhưng mà chúng ta bê cái mô hình đó y hệt về thị trường Việt Nam chúng ta làm là khả năng thành công rất là cao, bởi vì là chắc chắn là cái đó sẽ có thị trường. Hoặc là thứ hai là chúng ta bản địa hóa nó đi, tức là bê nó về thị trường Việt Nam và chỉnh sửa nó đi làm sao cho nó hợp với cả cái khẩu vị, cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam. Thì hai cái đó đều là hai cách mà chúng ta có thể bản địa hóa rất là tốt. Đó, thì hai cái cách đó là chúng ta có thể làm sáng tạo tinh gọn được và hoàn toàn không hề e ngại như ông lớn cả. Dạ, cảm ơn anh Tùng. Anh Tùng đã có những cái chia sẻ, em thấy là sau khi mà nghe xong những cái ví dụ của anh á, thì em cảm thấy là cái việc giữa lý thuyết của sáng tạo này, lý thuyết của Lean kết hợp với nhau tới với cả thực tế để chúng ta áp dụng thì nó rất là gần. Đó. Và cái như anh có nói thì cái chiến lược đầu tiên nó giống như là cái chiến lược mà trong khởi nghiệp và các công ty startup nhắc tới rất là nhiều, đó là cái chiến lược đứng trên vai người khổng lồ, đúng không anh? Đúng rồi, chính xác đấy. Và cái thứ hai đó là cái việc bản địa hóa thị trường và am hiểu thị trường. Thì em cũng có nhớ tới một cái câu slogan của một tập đoàn về ngân hàng rất là nổi tiếng, đó là ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương. Thì rõ ràng là họ đã rất là thành công ở thị trường Việt Nam cũng như là thị trường của rất là nhiều nước bởi cái chiến lược này. Đấy là ngân hàng HSBC. Dạ đúng, chính xác ạ. Vâng. Hay quá anh Tùng ơi, thì vừa rồi nghe những cái case study của anh á, thì đối với một người mà chưa có hiểu nhiều về sáng tạo và tinh gọn như em thì cũng có thể biết được là mình có thể làm những cái gì để mình áp dụng sáng tạo và tinh gọn đối với cái công việc của mình. Tới với một cái phần chia sẻ cuối cùng mà em nghĩ rằng rất nhiều vị khán giả muốn lắng nghe, một cái case rất là thú vị gần đây, đó là cái chiếc bánh burger mà hình dạng virus corona của anh đang rất là nổi tiếng và được báo chí truyền thông nước ngoài quan tâm và thích thú. Thì anh có thể chia sẻ về cái case này và ứng dụng trong cái việc sáng tạo tinh gọn để tăng doanh số được không anh? Ok. Thì cái case về burger corona thì nó là một cái case mà cá nhân của mình là một người làm kinh doanh, cũng là một người làm sản phẩm. Thì đây cũng là một cái case mà cá nhân mình cảm thấy nó là một kỳ tích trong đời kinh doanh. Và nó là một cái cũng rất là đáng tự hào. Thế nhưng mà lần ngược trở lại thì nó đi theo đúng cái quy trình của việc chúng ta sáng tạo tinh gọn. Đó, thì ngược trở lại thì nó đúng là theo cái quy trình lý thuyết như vậy, chẳng qua là nó có thể là ra thị trường và nó thành công ở mức độ nhỏ hay lớn thôi. Đó. Thế thì tại sao là mình lại nghĩ ra cái sản phẩm mà về burger corona như vậy? Thì cái quan điểm của mình khi mà mình làm về kinh doanh thì đó là gì? Mọi người hay có cái câu hỏi là gì? Cái thời khủng hoảng này là đầu tiên là chúng ta phải cắt giảm hết tất cả mọi cái, đúng không? Để chúng ta cố tồn tại, đúng không? Mọi người đầu tiên là sẽ nghĩ đến việc là cắt giảm. Tiền thuê nhà này, thậm chí là cắt giảm nhân sự này, nói chung là cái gì cắt giảm được là cắt giảm cả marketing nữa luôn. Đó. Thế thì quan điểm của mình thì mình hay đặt lại câu hỏi gọi là ngược lại một chút, và mình rất tin vào lý thuyết. Mọi người thì cứ nói là lý thuyết là màu xám, nhưng mình nghĩ rằng là lý thuyết nó không hề là màu xám một chút nào cả.
Dĩ nhiên là mình khi mà mình có một chút cái trải nghiệm rồi đó, thế thì và mình chọn những cái lý thuyết nó đã được ứng dụng một cách lâu dài rồi, nó có cái khoảng thời gian để nó trải nghiệm rồi, khi mà xảy ra những cái trường hợp về khủng hoảng như thời gian vừa qua thì mình hay quay trở lại, gọi là back to basic ấy, trở lại những cái điều rất là cốt lõi. Thế thì một trong những điều cốt lõi mà mình luôn luôn đặt ra câu hỏi đó là gì? Khi mà xảy ra khủng hoảng như vậy thì chúng ta nên tập trung vào đâu? Đó, bởi vì là một người làm kinh doanh ấy, thì chúng ta hay bị loạn bởi vì chúng ta quá nhiều việc đi. Cái lúc đó thì có thể nếu mà chúng ta bị gọi là đọc một bài về tài chính thì chúng ta có thể chúng ta lại cuống cuồng chúng ta lo về tài chính, hoặc là đọc một bài về nhân sự chúng ta lại cuống lo về nhân sự, một bài về chi phí thì ta là cuống về vận hành chi phí. Thế nhưng mà là sao mà chúng ta đủ sức chúng ta làm hết tất cả mọi việc đó được? Chúng ta phải chọn, đúng không? Giống như quy luật Pareto, tức là chọn là 80-20. Tức là gì? Trong cái thời điểm khủng hoảng, chúng ta tập trung vào những việc nào là những việc cần thiết nhất, những việc nào là những việc mà ông thuyền trưởng phải đứng ra làm, còn những việc nào là những việc mà có thể là mình ưu tiên sau, mình vẫn phải làm nhưng mà mình sẽ làm sau. Thì mình quay trở lại một cái câu nói cha đẻ của quản trị học hiện đại, đó là ông Peter Drucker. Thì ông có nói là gì? Việc kinh doanh thì có hai cái chức năng cơ bản nhất, đó là innovation and marketing, tức là cải tiến sản phẩm và marketing. Bởi vì hai cái hoạt động này nó tạo ra nguồn tiền vào doanh nghiệp, còn tất cả những cái còn lại thì nó sẽ là chi phí, nó là những hoạt động tiêu tiền. Hai cái hoạt động này là những hoạt động là đưa tiền vào doanh nghiệp. Ok, thế thì chúng ta cũng thấy rằng là gì? Bản chất là việc kinh doanh là việc là chúng ta phải tạo ra được một cái luồng doanh thu về để nuôi doanh nghiệp được. Đó, thế thì kể cả chúng ta có tiết kiệm đi mấy đi chăng nữa, giống như là một cái cá nhân đi, đúng không? Chúng ta tiêu tiết kiệm lắm, chúng ta gọi là một tháng chúng ta chỉ tiêu 3 triệu thôi chẳng hạn. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có khả năng chúng ta kiếm được 2 triệu, thì kể cả chúng ta tiết kiệm chi tiêu đến 3 triệu đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn vẫn bị không thể nào sống được so với cả việc là gì? Chúng ta phải tạo ra nhiều tiền hơn. Đó, thế thì hoạt động key đó là gì? Innovation and marketing, tức là gì? Cải tiến sản phẩm và marketing. Và mình nghĩ rằng là cả hai cái này thì nó cũng giúp cho việc marketing nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Ví dụ là gì? Trước khi mà mình nghĩ đến việc là kích hoạt một cái chiến dịch marketing thì thường thường mình hay nghĩ đến việc là mình phải tạo ra một cái gì đó mới thì mình mới kích hoạt marketing thì nó hiệu quả hơn. Bởi vì là trong thời kỳ khủng hoảng, cái sức mua nó sụt xuống, thì nếu chúng ta chỉ có làm marketing theo một cách cũ với một sản phẩm nó không có tính innovate, tức là không có tính cải tiến gì cả, thì cái hiệu quả của nó sẽ rất là thấp. Đó, thế thì hai cái cặp đôi này nó đi song song với nhau, tức là gì? Cải tiến sản phẩm và marketing. Thế thì cải tiến sản phẩm bằng cách nào? Ok, thì cái này nó liên quan chút đến phần sáng tạo. Thì phần sáng tạo thực ra nó có rất nhiều nguyên lý sáng tạo khác nhau. Với mình thì mình chỉ học duy nhất một câu nói của một doanh nhân huyền thoại,